Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Ngay lúc này đây chúng tôi đang có luật sư Khanh Phạm từ Texas, luật sư chuyên về di trú tham gia với chương trình. Xin chào luật sư Khanh. Khanh xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả đài VOA. Và chương trình Hỏi Đáp trực tiếp di trú Mỹ hàng tuần, chúng tôi sẽ đem tới những thông tin mới nhất liên quan tới di trú Hoa Kỳ, cũng như là trả lời những thắc mắc của quý khán thính giả theo dõi trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Tất cả những câu hỏi, những thắc mắc liên quan tới di trú Mỹ định cư, không định cư hoặc là du lịch, đầu tư hoặc là du học thì xin mời quý vị gửi ngay trong phần bình luận bên dưới video để chúng tôi có thể đủ thời gian chuyển tới cho luật sư Khanh trả lời hết trong chương trình ngày hôm nay. Thưa luật sư Khanh, trong suốt thời gian qua đó mình thấy có rất là nhiều những thông tin mới liên quan tới chính sách di trú của Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, đã có rất là nhiều những đề nghị thay đổi cũng như là những cái sắc lệnh thay đổi, chỉnh sửa liên quan tới di trú Mỹ. Thì điều đó khiến cho nhiều người thắc mắc là liệu Tổng thống, đặc biệt là Tổng thống Trump, có thể thay đổi quy định về di trú hay không, hay là có thể thay đổi quy định về người tị nạn hay không, hoặc là có thể thay đổi quy định về bảo lãnh nhập cư hay không. Thì tất cả những cái câu hỏi đó thì nó liên quan tới vấn đề pháp lý, thì ngày hôm nay mình sẽ lần lượt giải quyết những cái thắc mắc đó như thế nào, mà đặc biệt là gần đây nhất thông tin liên quan tới người tị nạn. Vì cái đợt, rất là nhiều đợt những cái người tị nạn từ bên Trung Mỹ đó đang lần lượt kéo về cái phía nam, cái phía biên giới phía nam của Hoa Kỳ để xin được tị nạn Mỹ. Thì với cái điều đó thì mình lại thấy có một thông tin mới là Tổng thống Trump đang đề nghị sửa đổi cái quy định về người tị nạn. Thì cái quy định đó trước nay đó thì không có nói đến người tị nạn đó là họ nhập cư hợp pháp hay bất hợp pháp như thế nào, miễn là người ta có quyền được xin tạm trú tị nạn. Nhưng mà với Tổng thống Trump thì ông đề nghị là phải những người nào nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp mới được quyền xin tị nạn, còn những người nào vào lãnh thổ của Mỹ bất hợp pháp thì miễn trừ không có cái quyền đó. Đã, thưa luật sư Khanh, câu hỏi đặt ra ở đây liên quan tới cái đề tài mà Trà My vừa nói đó là liệu Tổng thống Trump có thể thay đổi quy định về người tị nạn hay không? Dạ thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì thông thường trong ông tổng thống một khi ông không có thể thay đổi những gì về luật pháp mà đã có trên giấy tờ rồi, ông tổng thống chỉ có thể có nghĩa là đưa ra những cái sắc lệnh để mà coi như là đưa và điều chỉnh hoặc là đưa ra lệnh để cho bên hải quan hoặc là những cái bên những cái người làm về di trú giống như về quan tòa di trú hoặc là về những cái cơ sở mà duyệt giấy tờ di trú để mà coi như là họ duyệt cái những cái hồ sơ của quý vị khó hơn, hoặc là ổng tạm ngừng một cái giống giống như trong cái thời gian vừa rồi, ổng có thể nói là biên giới những cái người hải quan ở biên giới không có cho những cái người tị nạn vào nước Mỹ hợp pháp và coi như là để mà xin tị nạn, thì ổng có thể đưa ra những cái sắc lệnh đó để mà coi như tạm thời ngăn những cái việc đó. Nhưng mà trong cái con đường, trên con đường lâu dài hơn á, ổng không có thể viết lại cái luật của di trú được, hoặc là những cái luật về Mỹ, mà những cái đó cần phải đi qua hạ nghị viện và thượng nghị viện, rồi xong một khi hai bên đó đồng ý rồi xong mới tới phiên ông ký, nếu mà ông đồng ý. Thì cũng giống như chị nói, thì trong vài tháng vừa qua đó thì bên chính phủ của ông tổng thống Trump có đưa ra những cái hạn chế cho những cái người mua ở bên Trung Mỹ, họ muốn qua bên biên giới giữa Mỹ và Mỹ để mà họ xin tị nạn. Thì có ngay hồi tháng 6 2018 thì ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeffrey Sessions ông có đưa những cái hồ sơ của những người mà hồi xưa coi như là bị tị nạn về bạo hành gia đình, và về những cái người mà coi như là đi trốn những cái vụ gangs violence giống như là bị băng đảng đó. Thì ông Sessions ông có nói trong hồi tháng 6, có nghĩa là những cái người nào muốn tị nạn về bạo hành gia đình thì nói chung cái đó không có phải một cái cách tị nạn mà chính thức theo luật. Thì mới vừa đây coi như ngày 19 tháng 12 năm vừa rồi thì có một ông quan tòa coi như là liên bang ở bên DC, District, ông tên là Emmett Sullivan, ông có đưa ra một cái hồ sơ, tại vì có 12 người họ gom nhau, họ 12 người, có những 12 người này họ một là họ đang ở nước Mỹ coi như đang xin tị nạn, hay những cái người này có vài người đã bị trục xuất về nước của họ rồi, họ có gom lại họ và có kiện về ông tổng thống Trump về cái quyết định, và ông bộ trưởng Bộ Tư pháp về cái quyết định mà coi như là không có cho những cái người này xin tị nạn là bởi vì họ bị bạo hành gia đình đó.
thì ông judge, ông quan tòa Sullivan này ông có nói là bên ông tổng thống Trump không có thể nào mà coi như là viết lại cái luật di trú. Và cái thứ hai á là ông bắt những cái người bên hải quan coi như bây giờ phải cho những cái người mà xin tị nạn mà họ phải cho một cái buổi nghe hearing, cái buổi đó có gọi là cái credible fear hearing, có nghĩa là cái trong cái buổi phỏng vấn này, nếu mà một cái người ta vào nước Mỹ mà họ được phỏng vấn một cái người hải quan mà cái người hải quan nó thấy là người này có một cái sự sợ hãi để mà quay về cái nước của họ bởi vì coi như là bị bạo hành gia đình hay là chuyện gì đó, thì những cái người hải quan này họ phải cho những cái người mà được phỏng vấn này coi như là xin tị nạn. Thì bây giờ cái đó cái hồ sơ này cái nó mới được đưa ra ngày 19 tháng 12 nên bây giờ coi như là ngày 3 tháng Giêng cũng còn mới quá. Và bây giờ mình cũng chưa biết là bên hải quan họ sẽ có tuân theo cái lệnh của ông quan tòa này hay không. Còn về vấn đề là để xin được tị nạn Hoa Kỳ đó thì phải nhập cảnh hợp pháp hay là có những người mà nhập cảnh vì lý do nào đó không qua con đường hợp pháp thì họ vẫn còn có quyền được xin tị nạn hay không, thưa luật sư Khanh? Dạ thưa chị, bây giờ xin tị nạn vẫn như cũ, có thể nhập cảnh hợp pháp hoặc bất hợp pháp là quý vị vẫn có thể xin tị nạn. Nhưng mà cái nó hơi kẹt một chút đó, thì giống như Khanh nói, ông Trump lúc nào ông cũng có thể đưa ra một cái sắc lệnh mới, coi như thay thay đổi cái cách mà bên biên giới họ làm việc một chút. Thì thay vì ông có thể ông cắt đứt hết, ông có thể nói là ồ tôi không sẽ không có mở cái biên giới và cho một không có ai qua nữa, thì ông có thể hạn chế một chút, từ từ. Và quý vị phải nhớ những cái sự hạn chế này đó, nếu mà ai muốn kháng kiện lại phải kiện lên tòa, và cái thời gian này nó cũng kéo dài hơi lâu. Và một khi quan tòa đưa một cái quyết định mà coi như là không có cho ổng làm á, thì ổng sẽ hạn chế một cái con đường khác nữa, nên vì vậy nó cứ kéo dài hoài như vậy. Nhưng mà đúng theo cái hình thức và đúng trên luật pháp là những cái người nào mà muốn xin tị nạn vào nước Mỹ, cho dù họ vào nước Mỹ hợp pháp hoặc là bất hợp pháp, họ có quyền đó để mà xin tị nạn. Tuy là luật sư Khanh nói là tổng thống không có quyền thay đổi luật, nó phải qua những cái khâu gọi là biểu quyết của Hạ viện, của Thượng viện, tức là có ý dân ở trong đó. Nhưng mà ông tổng thống, ông có quyền đưa ra những cái sắc lệnh chỉnh sửa mặt này hay mặt khác, thu hẹp dần hoặc là gọi là giới hạn dần từ những khía cạnh khác nhau, phải không ạ? Dạ đúng chị, dạ Yeah. đúng. Như vậy đó thì cũng khiến cho người ta hiểu rằng là dưới cái sự gọi là cái chính quyền Trump á, thì mọi sự nó siết chặt hơn, đặc biệt là về vấn đề di trú, thì người ta cũng có cái nghi ngờ mà cũng có cái sự tin tưởng rằng là chắc chắn tới đây dù gì đi nữa, có thực hiện hay không thực hiện đi nữa, thì cái chính sách di trú của Mỹ cũng càng ngày càng khó khăn hơn, càng ngày càng cam go phức tạp hơn, mà cũng như là không có dễ dàng như trước đây nữa. Thì có nhiều Dạ người đúng. cho rằng là như vậy đó thì với những người tị nạn tới Mỹ, đặc biệt là người Việt Nam mình trước nay thì cũng là một trong những cái nước có cái số người tị nạn tới Mỹ cũng cao, thì họ cũng dường như là từ từ họ mất hy vọng, họ nói là không biết là số phận của những người tị nạn rồi đây sẽ ra sao, có còn được như trước nữa hay không, có còn được cứu xét trên cơ sở nhân đạo rộng đường như xưa nữa hay không, hay là càng ngày càng khó khăn khắc nghiệt hơn. Dạ thưa chị, thì theo cái administration của ông Trump này, thì nói chung những cái người xin tị nạn bắt đầu khó hơn. Tại vì lúc trước á, thì ông đã cắt cái con số người dân mà có thể tị nạn vào nước Mỹ mỗi năm xuống còn 50.000 người. Và trong cái thời gian đó ông cũng cắt đi những cái nguồn tiền để mà hỗ trợ cho những cái người xin tị nạn này nè. Thì nguyên cái đó ông đã bắt đầu ông làm từ coi như 2017 rồi. Thì có nghĩa là trước hết, và bây giờ ông đang đưa ra những cái chính sách mới để mà coi như là chỉnh sửa lại, và không phải muốn chỉnh sửa mà coi như là ép chặt lại những cái con số người đi qua Mỹ bằng tị nạn. Nên vì vậy bây giờ những cái người tị nạn họ có phải lo về ba mặt. Một là cái con số mà ông tổng thống Trump ông nói là nước Mỹ có thể cho vào tị nạn coi như dưới coi, bây giờ hiện tại đang nằm trong 50.000 người mà ông muốn hạn chế xuống nữa. Và cái thứ hai là những người tị nạn vào đó, thì thông thường một khi họ được quy chế tị nạn của Ủy ban Liên Hiệp Quốc á, thì có nghĩa là những cái người đó một khi họ vào họ được chính phủ Mỹ giúp đỡ về vấn đề tiền ăn uống, hoặc là coi như là về cái những cái khóa đào tạo về coi như đi làm việc hoặc là đi học tiếng Anh, thì những cái nguồn tiền cho những cái chương trình đó bây giờ ông Trump ông cũng bắt đầu ông cắt đứt lại, coi như ông không có cho ra nhiều nữa. Nên vì vậy bây giờ những cái người tị nạn qua đây dưới được cái sự uy chế qua Ủy ban Liên Hiệp Quốc đó, thì coi như họ cũng đang bị gò bó về cái vấn đề là họ không có đầy đủ cái sự trợ cấp của bên chính phủ.
Và cái con đường thứ ba là những cái người mà đang nằm trong muốn muốn xin tị nạn, hoặc là đang nằm trong quá trình nói là ô bây giờ tôi muốn qua bên Mỹ để mà tôi xin tị nạn, hoặc bây giờ tôi muốn qua cái ủy ban cao ủy Liên Hợp Quốc của để mà xin tị nạn đó, thì bây giờ những cái đó nó lại làm khó hơn, bởi vì những cái luật mà coi như cái ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp ông đưa ra những cái quyết định mới đó làm khó, hoặc là ông Tổng thống Trump ông bắt đầu ông đề nghị đưa ra những cái sắc lệnh mới để mà thay đổi về cái cách nó coi như là áp dụng cái luật mà về đi tị nạn này. Nên vì vậy những cái người tị nạn bây giờ họ có những cái khó khăn đó mà họ phải coi coi như là đối đầu với trong cái quá trình của họ. Dạ vâng. À, dù là mình biết là mọi chuyện nó cũng chưa có ngã ngũ, chưa có một cái luật cấm hẳn hay giới hạn hẳn, hay là có những cái luật mà gọi là khó khăn được ban hành ra hẳn, nhưng mà những cái sự thay đổi, những cái đề nghị của tổng thống đang được thực thi dần dần về mặt này hoặc mặt khác, thành ra những cái tình trạng khó khăn đó không chỉ là riêng cho những người tị nạn mà cũng là chung cho những người muốn nhập cư Hoa Kỳ theo nhiều diện khác nhau. Thành ra cái điều mà cái yếu tố mà tối cần thiết, tối quan trọng lúc này đó là những cái hồ sơ xin nhập cảnh Mỹ đó phải hoàn toàn là chân thật, hoàn toàn là người thật việc thật, và mọi cái sự tức là kê khai với lại sở di trú Mỹ phải chân thật thì mới có nhiều hy vọng, hơn là những Dạ cái đúng. chuyện mà mình gian dối hoặc là những cái sự lắt léo đó thì cũng không có nhiều hy vọng Dạ đâu. đúng. Dạ, sở dĩ có những cái sự khắt khe này đó là từ trước tới nay đó là có những cái kẽ hở mà bị lợi dụng rất là nhiều, tạo ra những cái gánh nặng cho nước Mỹ. Và với Tổng thống Trump, với chính sách là nước Mỹ trên hết, thì ông muốn điều chỉnh lại, ông muốn chỉnh sửa và cải thiện ngày càng tốt hơn. Cảm ơn luật sư Khanh và những thông tin mới nhất liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Lúc này đây chúng ta xin bắt đầu trả lời những thắc mắc của quý khán thính giả liên quan tới vấn đề nhập cư, nhập cảnh Mỹ. À, thưa luật sư Khanh, những câu hỏi mà thường thấy nhất là liên quan tới những cái diện bảo lãnh thân nhân gia đình. Bắt đầu là diện F2A. À, người hỏi ở đây là anh Dũng, xin hỏi F2A nộp hồ sơ khoảng bao nhiêu lâu thì có được cái số biên nhận hóa đơn? À, thưa anh, nếu mà anh nói về cái vấn đề cái I-130 á, thì lúc mà bắt đầu mở hồ sơ thì anh phải khai cái đơn I-130. Thông thường sở di trú họ sẽ dùng từ 6 tới 9 tháng để mà họ chấp thuận cái hồ sơ I-130. Trong vài trường hợp họ có thể coi như là kéo dài lâu hơn chút cho cái, nói chung về cái hồ sơ F2A họ có thể dùng tới 1 năm, 1 năm rưỡi để mà họ chấp thuận cái hồ sơ đó. Một khi họ chấp thuận cái hồ sơ đó xong rồi họ mới chuyển qua bên trung tâm thị thực. À, lúc mà trung tâm thị thực nhận được cái hồ sơ tới lúc đó anh mới có cái số hồ sơ của bên lãnh sự quán để mà làm cái bộ giấy tờ còn lại bên trung tâm thị thực. Để có được cái receipt number thì khoảng bao lâu kể từ ngày nộp hồ À, sơ thưa luật sư? nếu mà anh muốn có cái receipt number thì một khi anh khai trong vòng cỡ em nghĩ cỡ 1 tháng tới 2 tháng sau, nhiều nhất là 3 tháng anh sẽ có cái hóa đơn của sở di trú về cái hồ sơ của anh. Câu hỏi của bạn Thịnh, nếu hồ sơ đã mở nhưng chưa thể đi ngay nên chỉ mới đóng visa và duy trì liên lạc qua email mỗi năm ít nhất một lần, hồ sơ đó có bị ảnh hưởng gì không? À, dạ thưa anh, không, cái đây là một cái cách thông thường mà những cái người ta chưa có chuẩn bị xong hết cái quá trình của họ bên Việt Nam rồi mà họ cũng chưa có muốn qua đó, thì họ cứ duy trì cái sự liên lạc với bên trung tâm thị thực, và trung tâm thị thực họ cứ kéo dài cái hồ sơ này theo 1 năm, 1 năm, 1 năm, tới lúc nào mà gia đình chuẩn bị hết thì làm những cái bộ phận còn lại, rồi xong trung tâm thị thực mới đưa cái hồ sơ về lãnh sự quán để mà lên cái ngày để mà phỏng vấn. Còn từ đây tới đó nếu mà bên gia đình bên Việt Nam vẫn nói chung là chưa muốn đi thì cứ kéo dài thời gian. Nhưng mà quý vị phải nhớ là nếu mà quý vị có con cái dưới 21 tuổi mà con cái bắt đầu cũng gần tới cái tuổi đó rồi đó thì cần phải đi càng nhanh càng sớm nhé. Tại vì một khi mà cái hồ sơ đã được đáo hạn mà đã qua 1 năm mà quý vị cứ gia hạn vậy hoài mà con cái của quý vị quá 21 tuổi thì quý vị không có thể dùng cái luật coi như là nó gọi là cái luật mà trừ tuổi để mà cho con cái quý vị đi được nhé. Dạ vâng, Rất là để cái đó là. cũng liên quan tới chính sách di trú cứng rắn hơn của Tổng thống Trump á, thì những câu hỏi ở đây có hai câu hỏi liên quan tới F2A và cái diện bảo lãnh cha mẹ có thay đổi gì không? À, dạ thưa bạn đặt câu hỏi thì bây giờ nói chung là cái này là ổng nói hồi xưa ổng muốn cắt đứt nhưng bây giờ cái luật vẫn nằm ở đó, thì Khanh và chị Trà My cũng mới vừa nói quý vị đó là ông Tổng thống Trump ông không có thể thay đổi cái luật được, và những cái quyền lợi mà mình bảo lãnh bố mẹ hoặc là coi như là cái dạng F2A bảo lãnh những người thường trú nhân bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi hoặc là con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi, cái này là những cái luật. Nên ông Tổng thống Trump ông không có thể nào đưa ra một cái sắc lệnh nói là bây giờ phải ngăn lại không có cho những cái người này bảo lãnh những cái người thân nhân như vậy nữa. Ông không có thể làm vậy được, trừ khi có một cái luật mới đưa ra
và cả hạ nghị viện và thượng nghị viện họ đồng ý, họ đưa ra cho họ pass hết rồi xong tới đưa lên cái bàn của ông tổng thống và lúc đó ông ký ấy, thì tới lúc đó nó mới thành cái luật mới và tới lúc đó mới có áp dụng. Còn ngay bây giờ thì nói chung những cái phần về bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh bố mẹ vẫn cứ tiếp tới nhé, không có vấn đề gì hết. Quang Nguyễn, anh em ruột có bảo lãnh nhau được không? À, anh em ruột có thể bảo lãnh nhau được nhưng mà cái người đứng ra bảo lãnh bên Mỹ cần phải có quốc tịch mới bảo lãnh được ạ. À, nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh bên Mỹ mà chỉ có là người thường trú nhân thì không có thể bảo lãnh được anh em. Dạ, Việt Anh Trần, hồ sơ F3 ngày ưu tiên tháng 3 2008 được sở di trú chấp thuận chuyển qua NVC có mã số ở Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 2008. Tên của người bảo lãnh trên đơn I-130 khác với trên chứng chỉ quốc tịch và passport. Do Nếu sơ mà suất lúc điền đơn thì không biết có thể viết email cho NVC đính kèm chứng chỉ quốc tịch và passport để điều chỉnh lại tên cho đúng hay không? cái vấn đề là quý vị cái hồ sơ này nó đi ngược lại một chút, quý vị phải tra phải phải coi lại cái giấy của một I-130 lúc mà quý vị vào nộp vào sở di trú, ok, kéo cái hồ sơ ra và tới lúc đó quý vị phải so với cái hai cái hồ sơ với nhau, giống như là lúc mà quý vị nộp hồ sơ và quý vị phải nộp cái giấy giấy khai sinh chẳng hạn. Quý vị phải làm sao mà đưa cái giấy khai sinh của cái người bây giờ mà quý vị nói là tên không đúng đây nè, mà cái giấy khai sinh nó phải trùng với cái giấy khai sinh mà quý vị đã nộp cho sở di trú hồi xưa. Nếu mà hai cái giấy khai sinh nó trùng với nhau thì quý vị có thể nói là đúng là lúc mà điền cái đơn A130 thì cái tên nó sai. Nhưng mà nếu mà cái giấy khai sinh mà quý vị đã nộp cho sở di trú có một cái tên khác của cái giấy khai sinh của cái người quý vị đang nói là có tên sai thì hai cái hồ sơ này không có trùng với nhau rồi. Nên vì vậy quý vị trước hết làm một cái nó gọi là cái FOIA, Freedom of Information Act Request với sở di trú để mà lôi nguyên cái bộ hồ sơ lại, so lại với cái giấy khai sinh của cái người mà quý vị nói là cái tên có bị sai đó. Nếu mà hai cái giấy khai sinh nó trùng với nhau thì tới lúc đó quý vị có thể giải thích với bên sở di trú. Và bây giờ nói chung cũng không phải là sở di trú nữa, bởi vì cái hồ sơ đang nằm với National Visa Center thì tới lúc mà cái ngày nó đáo hạn đó, quý vị có thể nộp hết những cái bằng chứng đó cho National Visa Center và coi National Visa Center họ nói như thế nào. Cái quan trọng là hai cái giấy khai sinh nó có trùng với nhau hay không, cái mà quý vị đã nộp so với cái quý vị đang có ngay bây giờ. Vâng. Tuyết Phương Nguyễn đang trong thời gian chờ phỏng vấn thẻ xanh đã lăn tay rồi thì có thể du hành trong nước Mỹ dùng hộ chiếu Việt Nam được hay không? À, dạ thưa chị, một khi chị đã xin thẻ xanh rồi mà lăn tay xong, nếu mà chị có thì thông thường tốt nhất á, là nếu mà bây giờ phần lớn là em nghĩ chị đang ở đây bất hợp pháp, tốt nhất là một khi chị có cái thẻ đi làm tới lúc đó thì chị muốn đi đâu trong vòng nước Mỹ chị đi. À, nhưng mà tới lúc nào trước khi có thẻ đi làm á, nếu mà chị muốn đi mà nếu mà chị bị bắt á thì những cái người này họ có thể bỏ chị vào trục xuất chứ không phải là không nhá, nên để ý đi. Tốt nhất là một khi có cái thẻ đi làm tới lúc đó hãy đi đầu đi. Vâng, câu hỏi tiếp theo bảo lãnh Trong vòng nước viện Mỹ nhé, xin lỗi, trong vòng nước Mỹ. Vâng, câu hỏi tiếp theo bảo lãnh viện IR5 bao lâu thì được phỏng vấn? IR5 là immediate relative. Những cái một khi immediate relative có nghĩa là nếu mà cái hồ sơ đã được đáo hạn mà không phải đáo hạn mà coi như là cái hồ sơ I-130 đó được chấp thuận rồi xong quý vị được đưa qua bên bên National Visa Center trung tâm thị thực, mà một quý vị có thể làm xong hết cái bộ giấy tờ đó và bên trung tâm thị thực đã đưa cái hồ sơ về lại lãnh sự quán và lãnh sự quán đưa ngày mà trước đó bên trung tâm thị thực có đưa cái quý vị cái giấy tờ nói là hồ sơ này đã được hoàn tất rồi đó, thì tới lúc đó quý vị đợi có 3 4 tháng xong có quý vị mới có cái ngày hẹn của bên lãnh sự quán để mà đi phỏng vấn. Mario Nguyễn, cô em mới qua Mỹ được 2 năm có thẻ xanh làm giấy tờ bảo lãnh cho em của em. Năm nay em 17 tuổi, làm giấy bảo lãnh năm 2018, giấy tờ này có được đi sớm hay không? Dạ thưa chị, nếu mà chị nói cô người em của chị qua bên Mỹ mà có thẻ xanh thì cái người thẻ xanh đâu có thể bảo lãnh được anh chị em được, nên cái câu hỏi này Khanh không hiểu. Yeah. Câu hỏi tiếp theo Hảo Hồ. Kết hôn tại Mỹ từ lúc có thẻ xanh 10 năm, bao lâu sau đó mới được thi quốc tịch? À, dạ thưa bạn đặt câu hỏi, một khi quý vị kết hôn mà có thẻ xanh 10 năm hoặc 2 năm, nếu mà quý vị cưới người có quốc tịch nhé, thì quý vị đợi ít nhất là 3 năm từ cái ngày mà quý vị thành cái người thường trú nhân, có nghĩa là quý vị coi là cái thẻ xanh của quý vị cái ngày mà ở dưới cái thẻ xanh ở bên tay phải họ nói là residency, có nghĩa là quý vị là người thường trú nhân từ cái ngày nào đó, quý vị tính ít nhất là 3 năm từ cái ngày đó rồi quý vị có thể xin nhập tịch.
Thông thường quý vị có thể nộp cỡ 3 tới 5 tháng trước khi cái 3 năm đó, nên tùy quý vị thôi. Câu hỏi tiếp theo của Lam Nguyễn, hồ sơ F2B xét tới năm tháng nào rồi thưa luật sư? À dạ thưa bạn đặt câu hỏi hồ sơ F2B á, và bây giờ họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 3 năm 2012, và những cái hồ sơ nào mà được gửi trong ngày đó, hoặc là coi như là trước cái ngày ưu tiên là trong ngày đó hoặc trước cái ngày mà 15 tháng 3 2012, thì tới lúc những cái hồ sơ đó ngay tới lúc này mới có thể coi như là đưa tới cuộc phỏng vấn, nếu mà qua giấy tờ đã xong với bên trung tâm thì thôi. Thịnh Nguyễn, hồ sơ bảo lãnh anh chị em từ năm 2010, bao lâu nữa thì được phỏng vấn? À, dạ thưa anh, nếu mà 2010 thì anh đợi với ít nhất cũng phải là 5 năm nữa hồ sơ mới đáo hạn, và một khi năm và bây giờ cái dạng F4 bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 5 2005, thì anh nói là 2010 thì đợi ít nhất 5 năm nữa. À, trong thời gian đó thì nếu mà một cái bên trung tâm thì thật họ đưa cái giấy tờ để mà coi như trả cái tiền visa với cái tiền bảo trợ tài chính mà họ cho anh làm những cái hồ sơ đó đó, thì anh có thể làm và xong tới cái ngày ưu tiên đáo hạn với cái ngày bên Bộ Ngoại giao đưa ra, thì đợi vài tháng nữa mới có cuộc phỏng vấn, nếu mà giấy tờ với bên trung tâm thì thực làm xong hết luôn. Dạ, Hảo Hồ thẻ xanh 10 năm có bảo lãnh được cha mẹ ở Việt Nam không? Dạ thưa không ạ, à, người thường trú nhân không có thể bảo lãnh bố mẹ, hoặc anh chị em người thường trú nhân cái đó phải nhập tịch xong mới bảo lãnh được bố mẹ hoặc là anh chị em. Dạ vâng, câu hỏi của Võ Vô Thường, đi du lịch ở lại chuyển diện I-485 theo diện kết hôn, đang chờ phỏng vấn để cấp thẻ xanh. Từng có tiền án lưu hành tiền giả 36 tháng, án treo rất lâu và đã xóa án rồi. Xin hỏi nếu được phỏng vấn không nộp lý lịch tư pháp số 2 và mình không khai thì sở di trú có truy ra được không? Hậu quả như thế nào? Thưa anh, cái vấn đề này là anh có vấn đề rất là lớn rồi chứ không phải là thường, tại vì bởi vì lúc mà anh đi du lịch đó, cái này tra ngược là cái vấn đề cái visa đi du lịch của anh nhé, trong cái đơn DS-160 họ có hỏi là anh có bao giờ bị phạm tội hay không, chắc chắn là anh đã nói không, nên vì họ mới cho anh cái visa đi qua đây. Và trước hết cái đó anh đã khai gian với sở di trú rồi. Bây giờ cho dù anh khai trong cái đơn 485 hay không, sau này nếu ví dụ anh nhập tịch đi nữa, ok, mà sở di trú họ điều điều tra ra được, họ có thể thu hồi lại hết những gì họ đã cho anh. Bởi vì một là Khanh nghĩ là chắc chắn là Khanh biết là anh không có khai trong cái đơn DS-160 là anh đã bị bắt, nên cái này anh phải coi lại rất là kỹ nhé, tại vì giống như Khanh với chị Trà My cứ nói rất rất là nhiều lần là mỗi lần mình làm gì với sở di trú mình phải khai sự thật, mình phải báo hết cho họ biết, tại vì nếu mà mình giấu gì đi mà sau này họ biết có họ có thể thu hồi lại bất cứ những gì họ cho mình, Hậu quả nó còn sẽ là khôn lường nó hơn nữa. cực hơn nữa đó. Dạ Đặc biệt là trong những cái thời buổi này thì càng ngày cái mọi luật lệ nó càng siết chặt càng khó khăn đó, thì nếu mà có cái sự sơ sót hoặc là gian dối thì cái đó họ không dung thứ. Và câu hỏi tiếp theo, diện hôn nhân bao lâu mới được đi? Dạ thưa, tùy theo hôn nhân với người có quốc tịch hoặc là người hôn nhân với người có thẻ xanh. Nếu mà hôn nhân có người có quốc tịch thì rất là nhanh, coi như trong vòng 1 năm 1 năm rưỡi. Còn nếu mà hôn nhân với người có thẻ xanh thì phải đợi ít nhất là 2 năm, cỡ 2 năm rưỡi mới được đi qua. Có nghĩa là trong thời gian đó giấy tờ mình làm xong hết và những cái bộ bảo trợ tài chính gì mình cũng làm xong với bên trung tâm thì thôi. Quế Hương, chồng có thẻ xanh 8 năm có thể kết hôn và bảo lãnh cho vợ đang sinh sống tại Mỹ được không? Dạ thưa chị không, là thông thường cái người mà thường trú nhân họ muốn cưới cái người đang ở bên Mỹ, và họ muốn đài thọ cái thẻ xanh đó, thì họ có thể cưới, họ có thể làm cái đơn I-130, nhưng mà cái người mà họ bảo cái người được bảo lãnh đó họ phải ở đây hợp pháp tới lúc nào cái hồ sơ đáo hạn và xin cái thẻ xanh thì tới và vẫn duy trì cái sự hợp pháp hóa đó ở đây tới lúc mà phỏng vấn xong, lúc cấp thẻ xanh xong thì mới được. Còn ví dụ cái người thường trú nhân họ đang ở đây, họ vẫn là có thẻ xanh, họ cưới một cái người vào đây hợp pháp nhưng mà hiện tại đang ở bất hợp pháp, cho dù họ điền cái đơn I-130 sau tới lúc mà xin cái đơn 300 tới lúc mà xin cái đơn 485 mà xin cái thẻ xanh đó, thì cái người mà xin thẻ xanh sẽ không được thẻ xanh, bởi vì đòi hỏi nói chung là luật di trú Mỹ không có cho như vậy. Tới lúc nào mà cái người bảo lãnh, cái người thường trú nhân họ nhập tịch xong thì tới lúc đó cái người họ cưới cho dù ở đây hợp pháp hoặc bất hợp pháp thì họ có thể xin được cái thẻ xanh. Nhưng mà cái quan trọng là cái quý vị phải vào nước Mỹ hợp pháp là một, hoặc hai là quý vị phải coi như được grandfather in nhé. Lucy Trần, hôn thê hôn phu tháng 6 2018 khi nào được phỏng vấn? À, dạ nếu mà tháng 6 2018 thì quá sớm chị, chưa có biết là cái hồ sơ I-129 có được chấp thuận hay chưa,
Một khi cái hồ sơ I-129F được chấp thuận rồi đó thì chị phải đợi ít nhất cỡ 6 tới 7 tháng nữa nếu mà chồng chị là làm giấy tờ rất là đúng với bên lãnh sự quán nhé. Tại vì cái hồ sơ fiancé visa này thì nó không có qua bên trung tâm thị thực nhưng mà họ sẽ được gửi ngược lại về cho lãnh sự quán nếu mà làm cái phần còn lại. Vâng, sang Theo tố. cái kinh, xin lỗi chị, theo cái kinh nghiệm của Khanh thì từ cái lúc mà mình nộp giấy tờ tới lúc cái người hôn thê hoặc hôn phu có thể qua Mỹ thì thông thường có 15 tháng. Sang tố người có thẻ xanh về Việt Nam được bao lâu? Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, người có thẻ xanh có thể về Việt Nam dưới 6 tháng. Và nếu mà muốn đi hơn nữa đó thì tốt nhất là xin cái re-entry permit. Còn về cái vấn đề là quý vị phải nhớ cái từ legal permanent resident có nghĩa là thường trú nhân. Quý vị không có thường trú bên Mỹ mà quý vị về Việt Nam rất là nhiều lần thì sau này bên lúc mà quý vị về lại những cái người nhân viên hải quan hoặc là bên sở di trú họ có thể đòi hỏi coi như là thu hồi lại cái thẻ xanh của quý vị và họ có thể đưa quý vị vào trục xuất nói là quý vị không có phải là người thường trú nhân ở bên Mỹ này. Nên vì vậy để mà bảo vệ cho cái quyền lợi của quý vị, thông thường những cái chuyến đi của quý vị sẽ ít hơn, về ra nước ngoài sẽ ít hơn 6 tháng và cái thời gian quý vị ở bên nước Mỹ trong một năm sẽ coi như là hơn cái thời gian quý vị ra ở nước ngoài. Và cái thứ hai, nếu mà quý vị nào muốn đi ra khỏi nước Mỹ một thời gian lâu, xin cái re-entry permit trước khi đi rồi đi. Nhung Nhung cho hỏi, sở di trú cho phép được khiếu nại với diện F2B bị trả hồ sơ cách đây 2 năm hay không? Thưa chị, về cái vấn đề cái hồ sơ F2B bị trả, chị phải coi cái quá trình họ trả từ lúc nào. Ví dụ lúc mới nộp cái đơn I-130 mà họ bác cái đơn, họ nói là họ không có tin cái coi như cái sự quan hệ giữa hai người đó, thì lúc mà họ bác đơn họ cho chị có 30 mấy ngày để mà coi như là kháng kiện thôi. Còn rồi xong, nếu mà cái hồ sơ này đã đi tới lãnh sự quán rồi mà lãnh sự quán họ đã phỏng vấn quý vị và trong cái lúc mà họ phỏng vấn quý vị họ có đòi quý vị bổ sung giấy tờ thì quý vị có thời gian trong cái quá trình đó để mà bổ sung giấy tờ. Rồi nếu mà quý vị đã qua cái cuộc phỏng vấn của bên lãnh sự quán mà lãnh sự quán lại đưa ra cái lá thư nói không, không tin thì trả cái hồ sơ lại này lại cho bên sở di trú á. Nói chung là quý vị không có kháng kiện cái đó được mà quý vị tốt nhất là mở cái hồ sơ mới để mà đi làm lại cái quá trình này. Vẫn câu hỏi này đó là có thể khiếu nại hay đổi diện sang F1 được hay không? Nếu diện này không được thì sau này có cơ hội đi F4 á, có trắc trở gì không? Mỗi cái hồ sơ mỗi khác nha chị. Cái bạn đặt câu hỏi này, đặt cái câu hỏi này cũng rất là hay nhưng mà nói chung á là mỗi cái hồ sơ mỗi khác. Và F1 là coi như là con cái của người có quốc tịch chưa lập gia đình trên 21 tuổi. F4 là coi như là anh chị em của người có quốc tịch. Mỗi cái hồ sơ này mỗi khác. Nếu mà hồi xưa quý vị có đi một cái hồ sơ nào đó mà xin một hồ sơ nào đó mà ví dụ sở di trú họ bác đi mà không họ trong cái hồ sơ đó lúc mà họ bác họ nói là quý vị không không, không họ không có nói gì hết về quý vị coi như là làm gian lận hoặc là có một cái gì gian lận với sở di trú thì những cái hồ sơ về sau nó sẽ không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà nếu mà cái hồ sơ quý vị đã làm lúc trước rồi mà lại xong lúc mà bị bác mà trong cái giấy tờ bác là có nghĩa là sở di trú hoặc là bộ ngoại giao hoặc là bên lãnh sự quán họ có nói là họ tìm thấy được quý vị có khai gian lận với sở di trú hay không á thì từ đó về sau những cái hồ sơ sau này của quý vị sẽ coi như là có vấn đề. Nhớ nha, chỉ là vấn đề là trong cái lúc mà họ bác họ có tìm được quý vị có khai gian lận với họ hay không thôi. Vậy là cái Nếu vấn mà đề cũng như mình nói thường nay đó là sự thật hay là gian lận. dạ đúng. Vâng, câu hỏi tiếp theo là cha mẹ bảo lãnh con bao lâu? Bố mẹ bảo lãnh con mình tùy theo cái người bố mẹ có quốc tịch hay có thẻ xanh hoặc cái người con nó trên 21 tuổi có lập gia đình hay chưa hoặc chưa lập gia đình. Quý vị đặt câu hỏi cụ thể hơn thì Khanh trả lời cho, tại vì bây giờ nếu mình nói kiểu đó là có F1, F2, F3, F4. Dạ, Đó là, vâng, xin Phạm lỗi, Ngọc F1, xin cho F2, biết. F3. Dạ, tôi đã có quy chế tị nạn 3 năm, xin hỏi bao lâu mới được mở hồ sơ tái định cư? Dạ thưa anh đang ở đâu? Có nghĩa anh đang có quy chế tị nạn mà anh đang ở nước ngoài, anh đang ở đâu? Nếu mà anh ở nước ngoài á thì bên anh phải làm với bên USRAP có nghĩa là Resettlement Assistance Program á. Nếu mà bên cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã đưa ra anh cái quy chế tị nạn rồi thì sau đó anh phải nộp cái đơn với bên USRAP. Nếu mà anh muốn qua Mỹ nha, còn nếu anh muốn đi mấy nước khác thì anh phải nộp những cái đơn đó với mấy cái nước của họ. Thì theo Khanh biết thì bên USRAP hiện tại bây giờ giống như Khanh nói ngay đầu chương trình
cái con số người tị nạn vào nước Mỹ bây giờ nó coi như bị hạn chế lại. Nên không biết lúc trước thì những cái người mà đã một khi có cái quy chế có bị tị nạn rồi đó thì có nghĩa họ đợi cỡ 2 năm, 2 năm rưỡi, nhưng bây giờ Khanh nghĩ chắc họ đợi đợi lâu hơn nữa, bởi vì cái ông Trump ông giảm xuống cái con người mà có cái số người mà có thể vào nước Mỹ tị nạn xuống còn 50.000 người, bây giờ ông còn muốn giảm xuống còn 30 30 mấy ngàn người nữa đó. Thưa luật sư, câu hỏi tiếp theo đó là chị em cùng cha, cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ có bảo lãnh nhau được không? Nếu mà cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, thông thường có thể làm bảo lãnh được. Trước hết quý vị coi trong cái giấy khai sinh của quý vị có một người bố hoặc người mẹ chung hay không. Còn có trong nhiều trường hợp đó, lúc mà quý vị điền được cái đơn I-130 vào cho sở di trú rồi, sở di trú nhìn thấy họ có vấn đề thì tới lúc đó quý vị phải coi như là dùng những cái bằng chứng khác để mà chứng minh coi như là quý vị là anh chị em, coi như là cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha tùy. Nó có thể bao gồm làm cái DNA test nữa chứ không phải là không. Khanh có và làm vài trường hợp như vậy rồi nên bảo lãnh được, nhưng mà vấn đề là một là quý vị có thể chứng minh được là quý vị là coi như là anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha hay không. Dạ, chứng minh được thì thuyết phục được. Câu hỏi của Thu Thu, chồng không đủ thu nhập để bảo lãnh vợ, có cách nào khác hay không? Dạ thưa chị, nếu mà người chồng của chị không đủ thu nhập để bảo lãnh vợ thì trước hết chị có thể chồng của chị có thể nhờ một cái người khác đứng vào để mà làm cái joint affidavit or support, có nghĩa là có một người khác họ đứng vào họ sẽ ký cái giấy bảo trợ tài chính. Còn nếu mà chồng chị làm không đủ mà chồng chị có một con số lương á, thì nếu mà chồng chị có tài sản mình có thể dùng cái luật thế chấp tài sản, nhưng mà cái đó Khanh phải biết rõ cụ thể hơn về giống như là chồng chị làm bao nhiêu một năm, có bao nhiêu người chồng chị claim trong thuế và tài sản của chồng chị có nhiều hay không, thì tới lúc đó Khanh mới có biết. Còn nếu mà nói chung là chị muốn câu trả lời tốt nhất á, thì con đường tốt hơn nữa là dùng một cái con người khác để mà làm cái bảo trợ tài chính nếu mà chồng chị làm không đủ. Và câu hỏi tiếp theo, con cái có thể sanh 10 năm bảo lãnh được cha mẹ hay không? Dạ thưa không, người thường trú nhân không có thể bảo lãnh được ba mẹ nhé. Dạ, câu hỏi của Thắng Trịnh, diện vợ chồng hồ sơ tới ngày nào rồi? Dạ thưa anh cũng tùy, nếu mà anh là người thường trú nhân hoặc là anh là người có quốc tịch, nếu mà anh là người thường trú nhân thì anh phải đợi ít nhất là 2 năm từ cái ngày anh nộp cái đơn I-130. Còn nếu mà anh là người có quốc tịch thì nói chung là từ lúc mà anh nộp giấy tờ tới lúc phỏng vấn, nếu mà cái hồ sơ của anh không có vấn đề gì hết mà coi như không có bị sở di trú đòi bổ sung giấy tờ thì Khanh nghĩ là ít nhất là 15 tới 18 tháng là người vợ có thể qua đây. Dạ, hồi nãy thì có người hỏi là con có thể sanh bảo lãnh cha mẹ được hay không? Câu trả lời là không. Bây giờ câu hỏi là con có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ bao lâu? Nếu mà con có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ thì cũng cỡ 15 tới 18 tháng từ cái ngày một hồ sơ được nộp tới lúc mà cái người bố hoặc mẹ có thể qua Mỹ. Dạ, câu hỏi của Tiến VT Trần, cha mẹ bảo lãnh con có gia đình bao lâu? Nếu mà cha mẹ bảo lãnh con gia đình tùy theo nhé. Nếu mà cha là mẹ có quốc tịch á, bảo lãnh con gia đình thì nếu mà nói người Việt Nam thì phải đợi ít nhất là 12 năm. Bố mẹ mà có thẻ xanh thì không có thể nào bảo lãnh con cái đã lập gia đình rồi. Câu hỏi của Ly Khánh F3 năm 2012 bao lâu nữa được phỏng vấn? Dạ thưa bạn, thì F3 năm 2012 thì Khanh cái ngày bây giờ cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cho hồ sơ F3 coi như họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 8 2006. Cái hồ sơ của chị là 2012 thì nói chung đợi ít nhất là 6 năm nữa mới tới cái hồ sơ này được đáo hạn để mà coi như lên lịch trình để phỏng vấn. Huỳnh Uyên, em nộp hồ sơ thi quốc tịch đã lăn tay chụp hình, bao lâu nữa thì mới được thi? Thưa chị, nếu mà chị cho trước hết tùy theo chị ở đâu nhé. Nếu mà chị ở bên Houston thì 20 tháng, những cái nơi khác thì thông thường cả một năm, nên tùy. Chị phải coi từ cái lúc mà chị nộp cái hồ sơ xong ngày nào thì chị tính từ cái ngày đó. Houston thì hơi lâu, Houston thì quá lâu đi. Dạ, Bích Trâm, một người bạn trai ở Mỹ muốn bảo lãnh mẹ đi du lịch 1 tháng. Mẹ 59 tuổi đã đi nhiều nơi ở châu Á vài lần. Vậy đi phỏng vấn du lịch Mỹ có dễ không? Thưa chị thì vấn đề cái người trước hết về cái vấn đề đi du lịch Mỹ đó, thì cái người bên Mỹ họ muốn làm cái đơn mời qua hay không nó không ăn nhầm gì hết á. Cái ăn nhầm là cái người mà đi phỏng vấn đi du lịch có coi như những cái gì để mà níu kéo họ quay trở về Việt Nam hay không, giống như là công ăn việc làm, nhà cửa, con cái, vợ chồng. Nếu mà họ có những cái yếu tố đó đó thì yes, cái cơ hội phỏng vấn và cái cơ hội bên Bộ Ngoại giao họ sẽ, bên lãnh sự quán họ chấp nhận cái visa sẽ cao hơn.
So với ví dụ một cái người lớn tuổi không có công ăn việc làm, cũng nhà cửa cũng không có, con cái cũng không có, thì cơ hội rất là thấp. Không có cái đó, nó không có cái yếu tố cái người bên Mỹ đứng ra làm cái giấy thư mời hay không, không cũng không có quan trọng gì mấy đâu. Câu hỏi của Thanh Navas, người có thẻ xanh, mẹ em có thẻ xanh 2 năm có thể bảo lãnh em và hai con của em được hay không? Dạ thưa chị, nếu mà chị chưa có lập, nếu mà hiện tại cái tình trạng hôn nhân của chị là coi như là ly dị rồi, và chị hoặc là chị chưa có lập gia đình thì được chứ. Người thường trú nhân có thể bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi, và những người con của người con đó có thể đi theo. Nhưng mà nếu mà chị lập gia đình rồi thì nói chung không được. Nhưng nếu Lê mà chị Nguyên, muốn đi thì tôi được yêu cầu nộp mẫu đơn I-864 bảo trợ tài chính, nhưng tôi đã không lưu lại W-2 cùng với hồ sơ 1040. Xin giúp tôi phải xử lý như thế nào để xin 3 năm hồ sơ thuế cùng W-2? Nếu mà chị muốn chị lên trên sở thuế đó, những cái văn phòng sở thuế của IRS họ có thể giúp chị in ra những 3 năm transcript cho 3 năm vừa qua. Còn nếu không chị có thể lên IRS.gov, hình như họ cũng có thể cho chị xin cái mẫu thuế đó trên qua cái hệ thống online của họ đó. Họ sẽ in ra cái transcript cho chị. Còn nếu mà chị không có biết xài computer thì chị tìm cái văn phòng IRS mà nó phục vụ cho cái khu chị ở. Chị lại đó chị đưa cho họ cái thẻ xanh của chị, cái số an sinh xã hội của chị nói họ sẽ in ra cho 3 năm tax transcript và họ sẽ in cho chị. Dạ vâng, rất tiếc là mình hết thời gian rồi. Tuy nhiên câu hỏi thì cũng còn rất là dài, rất là nhiều, thưa luật sư Khanh. Mình xin tạm gác lại và xin hẹn gặp lại nhau vào thứ năm tuần tới, cùng giờ này trên đài VOA, Facebook của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA Tiếng Việt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chủ đề mới và tiếp tục trả lời những thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ năm từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều, và nhân dịp đầu năm mới, Trà My xin kính chúc luật sư Khanh được nhiều sức khỏe và một năm mới đầy thành công. Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả Đài Voa. Khanh cũng chúc chị Trà My coi như một năm mới rất là thành công trong lĩnh vực của chị, và có nhiều chương trình để giúp đỡ cộng đồng người Việt mình hơn. Và Khanh rất là may mắn là đã được cơ hội làm việc với chị. Khanh cũng kính chúc quý vị khán thính giả Đài Voa một năm mới rất là an khang thịnh vượng và coi như là vạn sự như ý. Và kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, và Trà My xin phép tạm chia tay với quý vị khán thính giả tại đây. Xin mời quý vị đón xem vào chương trình tuần tới nhé. Xin hẹn gặp lại. Xin chào chị.